Chú ý là cái OFS này nó rất là tốn tài nguyên, cho nên là tốt nhất là chỉ chạy một tiến trình thôi. Sau đó là có lệnh network để đưa cái giao diện nào tham gia vào tiến trình của OFS. Giao diện hay là cổng nào tham gia vào tiến trình của OFS. Và Area ID, cái Area ID này là cái số hiệu của cái vùng mà OSPF nó sẽ tham gia vào. Tức là ví dụ như là cái giao diện là S000 này ạ, với địa chỉ là 192.168.12.1 thì nó sẽ thuộc về vùng số 0, vùng số 0. Nhưng mà cùng cái R1 này thì giao diện FA00 này thì chúng ta thấy là nó lại thuộc về vùng số 1. Ví dụ như vậy. Đây, FA00 này lại thuộc về vùng số 1. Vùng số 1. Đây cùng cái router này nhưng mà nó có hai giao diện thuộc về hai vùng khác nhau. FA00 thuộc về vùng số 0 và FA00 thuộc về vùng số 1. Thì cái router này gọi là router vùng biên, nó thuộc về hai vùng khác nhau. Các vùng xung quanh vùng số 0 này nó gọi là vùng vệ tinh, và phải kết nối thông qua vùng số 0. Tức là từ vùng 1 này muốn gửi có tin đến vùng số 2 thì phải thông qua vùng số 0 thì mới đến được vùng số 2. Vậy tất cả các vùng vệ tinh đều phải kết nối vào vùng số 0. Đấy, các bạn thấy là cái cấu hình này thì chúng ta phải xác định cái area cho từng cái giao diện với câu lệnh network, với câu lệnh network. Bây giờ chúng ta cần xây dựng một cái bài tương tự như này. Cái bài này nó là mở rộng của cái bài trong cái giáo trình thôi, và thêm một cái router ở cái vùng số 1 và vùng số 2 này. Như đây thì tôi gõ câu lệnh trong chế độ config là router OSPF 100, tức là cái tiến trình số hiệu 100, số hiệu ID là 100 và network 192.168.12.2 2.2 qua căn mác là 000 000 là với cái giao diện là 12.2 là giao diện này đang ở R2 mà. Và bên này là 192.168.23.2 2.2 thì cả hai cái này nó đều thuộc về vùng số 0, đều là vùng số 0 hết. Thế vì cái router R2 này nó nằm trọn trong vùng số 0 chứ nó không kết nối sang vùng khác. Đối với R1 R1 thì địa chỉ 12.1 thuộc về vùng số 0, 12.1 đây, 12.1 đây là vùng số 0, còn
Bên này là 172.16.10.1 thuộc về vùng Area 1. Area 1. Chúng ta nói sang cái tham số Wackenmark này. Wackenmark được sử dụng để xác định một dải các địa chỉ mạng. Các địa chỉ mạng. Wackenmark thường được sử dụng với những giao thức định tuyến như là OPF và danh sách truy nhập ISELIP. Giống như SELECTmark, để tôi dịch nguyên văn nhé. Wackenmark là một cái chuỗi độ dài 32 bit. Nó đóng vai trò là người ta hay hay quan niệm là nó là một cái chuỗi bit đóng vai trò là nghịch đảo của SELECTmark. Nhưng thực ra thì với Wackenmark thì nó có nghĩa là nó sẽ match cái phần nào trong cái địa chỉ IP, nó sẽ tương hợp với phần nào, tương hợp là như thế nào chúng ta sẽ nói cụ thể trong ví dụ. Trong đó thì những cái bit 0, 0 bit ở trong Wackenmark thì nó biểu thị là cái phần bit tương ứng ở trong địa chỉ IP cùng vị trí. Cái phần bit tương ứng thế này các bạn lưu ý này. Nó biểu thị là cái bit tương ứng ở cùng vị trí. Tức là cùng vị trí với Wackenmark, cái bit tương ứng ở Wackenmark và bit tương ứng ở trong vị trí IP. Ở vị trí đó nó phải match, nó phải tương hợp. Tức là nó phải chính xác là như vậy. Còn lại cái bit 1 tương ứng ở cùng vị trí trong địa chỉ IP không cần phải match, không cần phải tương hợp, không cần phải chính xác. Giống hệt như là trong địa chỉ IP đó. Đây là một ví dụ về cái giao thức này ở trong cái tiến trình của OFF. Chúng ta lại có router này. Rồi đến các máy tính. Thì ví dụ này thì nó cũng hơi buồn cười thì kết nối trực tiếp router và máy tính như này. Ok, kể nó thôi. Router R1 thì có 3 mạng kết nối và để bao gồm cả một cái mạng 10.0.1.0 ở trong mà con 10.0.1.0 ở trong tiến trình OFF thì câu lệnh sau đây sẽ được sử dụng network này 10.0.1.0 000255 area 0. Để chúng ta giải thích rõ hơn về câu lệnh này. Để làm điều đó thì chúng ta sẽ sử dụng giá trị nhị phân thay vì cái giá trị địa chỉ thập phân thay vì ký hiệu thập phân 10.0.1.0 đổi sang thành nhị phân là như này. Này nó không thẳng hàng thì chúng ta copy vào cái workspace cho nó dễ. Rồi vẫn không thẳng hàng. Này thiếu bị không. Theo lý thuyết thì chúng ta thấy là những bit không của các mark phải match cái bit đó ở cùng vị trí trong địa chỉ IP. Do vậy chúng ta hãy viết
Ok Max. Sau thì giải đi. Tóm lại là đây nhá, chúng ta thấy là cái bit không này ở trong cái mark là nó đến đây đúng không? Đây. Và cái bit 1 nó nằm ở đây. Thì cái này không quan tâm. Cái này thì nó sẽ làm cho cái phần trên này của địa chỉ IP nó là cái gì cũng được. Nhưng mà cái phần trên này, bởi vì trong cái mark nó là các bit không, cho nên là ở trong địa chỉ IP nó phải mesh, nó phải giữ nguyên hay là nó không được phép thay đổi. Đấy. Như chúng ta nhìn thấy ở trong cái output ở trên thì cái octet cuối cùng không cần phải mesh, tức là cái ba cuối cùng này, hay cái octet cuối cùng này của địa chỉ IP nó không cần phải mesh. Bởi vì cái bit 1 ở ba cuối cùng của Wakamak nó là toàn bit 1. Còn là 24 bit đầu tiên, tức là 3 byte đầu tiên này nó phải gì? Nó phải match. Bởi vì ở trong Wakamak nó là các bit 0. Đấy. Tất cả là zero. Do vậy trong trường hợp này Wakamak sẽ match tất cả địa chỉ có dạng là 10.0.1.exe. Thì chúng ta nhớ rằng cái địa chỉ này nó có dạng là 10.0.1 đúng không? Thì cái phần này nó phải match cái phần 24 bit đầu tiên này hay là ba cái byte đầu tiên này, còn cái phần cuối cùng này không cần match. Thế thì tất cả những cái địa chỉ mà có dạng là 10.0.1.exe sẽ được chấp nhận trong câu lệnh network .exe, tức là có thể là 10.0.1.0 cho đến 10.0.1.255, này tương đương với .0.1.0 cho đến 10.0.1.255 là những địa chỉ sẽ có thể match được với cái câu lệnh network vừa rồi. Và từ cái lệnh này chúng ta biết là những cái địa chỉ mà match được với cái wakamak này nó sẽ là 10.0.1.0 cho đến 10.0.1.255. Thì các bạn thấy là đến đây chúng ta có thể thấy là cái wakamak này nó là ngược với SaneMax đúng không? Ví dụ như SaneMax của cái mạng này, SaneMax nha, đây là wakamak, đây là IP này. Đây là OI các mask. Còn đây là cinema. Thì nó sẽ bằng 255.0.0.0 và đổi sang hệ phân thì nó sẽ là gì? Một à đúng rồi, một 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 một
Không. Vâng, như vậy là chúng ta cứ invert, tức là đảo các bit ở trong OrganMark với các bit ở trong OrganMark thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ là ngược nhau, đúng không? Nó sẽ ngược nhau. Đấy. Đến đây là như vậy. SunnyMark. Và cái này là OrganMark. Tức là nó nghi đảo của nhau. Đến cái phần này chúng ta có thể thấy là như vậy. Thế nhưng mà nó không chỉ như vậy. Cái ý đầu tiên mà lúc nãy cái phần lý thuyết nó nói đúng không? Là inverted của SunnyMark. Nhưng mà nó không chỉ như vậy mà chúng ta sẽ nói một ví dụ tiếp theo. Thế nếu mà chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn match cả cái địa chỉ 10.0.0.0.24, tức là từ 10.0 chấm 0.0 đến 10.0.0.255 và cả cái mạng 10.0.1.0, tức là 10.0.1.0 đến 10.0.1.255, hai cái dải SunnyMark này chúng ta đều muốn match thì sao? Thế thì chúng ta phải dùng một cái OrganMark khác. Thế thì chúng ta sẽ tính ra được là OrganMark nó sẽ là 0.0.1.255. Tại sao? Thì chúng ta sẽ write down, viết lại cái địa chỉ này trong hệ như phân. Copy này xuống. Thì các bạn thấy là cái 10.0.0.0 này, 10.0.1.0 thì nó chỉ khác nhau cái gì? Khác nhau cái bit 1 và cái 0 ở đây, đúng không? Thế làm sao để cho cái OrganMark mà nó match cả hai cái này? Thì đơn giản là các bạn thấy là cái phần 23 bit đằng trước này mới thực sự match, đúng không? Còn cái bit thứ 24 này, một cái là 0, một cái là 1, như vậy là nó không thể match được, đúng không? Một cái 0, một cái 1 thì sao match được? Do đó thì tương ứng ở trong OrganMark nó sẽ là bit 1, bởi vì cái bit đó nó không match, nó không tương hợp. Đấy, có thể là như vậy thì cái bit 1 ở đây nó sẽ biểu thị là nó không cần match bit 0 và bit 1 vì hai bit này khác nhau. Như vậy không cần match. Chúng ta để cái bit 1 ở đây. Và như vậy là trong hệ thập phân nó sẽ là 001.255. Đấy. Ở đây các bạn bắt đầu thấy nó có vẻ nhức đầu đúng không? Nó không phải là 000255 nữa, như vậy thì nó không phải là nghịch đảo của cái SunnyMark thì chúng ta từng thấy, mà nó có ý nghĩa sâu hơn là chúng ta phải biết là nó match cái phần nào, đúng không? Match phần nào thì chúng ta cho phần đó bằng không và cái phần nào không match thì chúng ta cho phần đó là một.
trong Otama. Rồi, tôi làm như vậy. Vậy các bạn có thể ghi một cái ý, ghi chú vào trong máy tính bằng vở giấy thì các bạn. Một cái ý rõ ràng là gì? Mặc dù chúng ta vừa nói mãi rồi, là phần bit 0 là max và phần bit 1 là không max. Vậy chúng ta sẽ sử dụng cái này để xác định cái phần max trong cái địa chỉ IP. Luôn nhớ như vậy. Là chúng ta muốn max cái gì chúng ta sẽ dùng cái bit 0 tương ứng ở trong Watermark. Quay trở lại cái ví dụ nãy của tôi làm ấy, thì các bạn thấy là cái lệnh ở đây nó là gì? Watermark nó là bằng 4 cái byte 0 như này, tức là trong hệ lý phân nó là 32 bit 0. Vậy thì nó chỉ match cho đúng gì? Đúng một địa chỉ này thôi. Đấy. Tại vì toàn bộ 32 bit nó phải match, đúng không? Thì nó match toàn bộ cái địa chỉ IP này. Đúng một địa chỉ này thôi. Cái này là như vậy, match đúng địa chỉ này thôi. Vậy thì ví dụ như là địa chỉ 12.1 thì nó match không? Xin thưa là không. 23.1 cũng không. Chỉ match đúng một địa chỉ này thôi. Các bạn nhớ lại cái phần câu lệnh network của giao thức RIP thì ý nghĩa nó khác. Ý nghĩa của câu lệnh network ở trong RIP là quảng cáo đi cái mạng con tương ứng. Nhưng mà trong OSPF thì câu lệnh này nó có nghĩa là gì? Cái giao diện nào hay cái cổng nào ở trên router với địa chỉ IP là bao nhiêu, nó sẽ tham gia vào cái tiến trình của OSPF. Cái này là cái phần lý thuyết để các bạn nên nhớ nhé. Thế bây giờ tôi để cái này không phải là 000 mà tôi để là 000255 thì sao? À, như vậy thì nó match cho các địa chỉ từ 12.0 đến tận 12.255. Thế giả sử sao chúng ta để cái địa chỉ này không phải là 12.2 mà để là 12.7 hả? Thì bởi vì chúng ta để là subnet mask. Thấy nhá? Cái địa chỉ này chúng ta đặt cho cái giao diện thôi, đúng không? Cho giao diện thôi. Ví dụ cái địa chỉ này là 12.2. 12.2. Đấy. Thế sau đó cứ để 12.7 thì sao? Thì bởi vì lúc nãy tôi để cái network là watermark là toàn bit gì? Toàn bit 0. Thì nó chỉ match cho đúng 12.2 thôi. Khi tôi đổi cái địa chỉ giao diện sang 12.7 thì sao? Thì nó không match nữa. Nó không match nữa. Đúng không? Nó không match nữa. Và như vậy là tôi sẽ phải đổi lại câu lệnh network là 12.7.0.0.0. À, thì nó mới match cho cái địa chỉ 12.7. Bây giờ tôi để là 00255 chứ không phải để như này nữa. Không phải là cái bit byte số 0 ở đây nữa. Thì mặc dù tôi đã đổi sang cái địa chỉ là 12.7 nhưng mà do để network với watermark là 00255 thì nó match cho toàn bộ cái địa chỉ từ 12.0 đến 12.255, cho nên nó vẫn match cho cái địa chỉ 12.7 mà tôi đổi ở cái giao diện vừa rồi. Đấy, các bạn hiểu không? Hiểu không nhỉ? Ở ví dụ trên thì chúng ta thấy là chỉ có 2-3 bit là mét thôi. Điều này có nghĩa là tất cả địa chỉ trong giải từ 10.0.0 đến 10.0.1.25 sẽ được mét. Được mét. Do vậy trong trường hợp trên thì chúng ta đã thành công mét cả hai cái mã con là 10.0.0 và 10.0.0.1.0. Lưu ý là cái này này, tôi vừa nói về cái 0000 này. Watermark với các bit toàn không, nó biểu thị là nó sẽ match
toàn bộ cái địa chỉ IP đó hay là cả cái địa chỉ IP đó phải được map để câu lệnh có thể được thực hiện. Ví dụ như là chúng ta map chỉ cái địa chỉ 192.168.0.1 thì câu lệnh sẽ sử dụng là 192.168.0.1 qua cái mask là 0.0.0. Một qua cái mask là toàn bit 1 biểu thị là không cần có bit nào cần phải map. Điều này tương đương với việc là tất cả các địa chỉ sẽ được map. Các địa chỉ được map. Ví dụ như là cái câu lệnh hello này tôi để toàn bit 1 tức là 255 255 255 255 thì bất kỳ địa chỉ nào cũng có thể map được. Có thể map được. Tất nhiên là bình thường thì người ta không làm như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu là nếu mà cái OK mask là toàn bit 1 thì nó sẽ map tất cả địa chỉ IP không chỉ cái mạng con này mà mạng con khác đều được. Bởi vì nó không quan tâm đúng không? Bit 1 là không quan tâm, còn bit 0 nó phải map cái phần bit tương ứng ở vị trí cùng vị trí trong vị trí IP. Đấy là ý nghĩa của Waka Mask. Trong cái R1 vừa rồi thì các bạn thấy là tôi lại để cái Waka Mask nó không phải là 0.0.0 mà là 0.0.0.25. Ừ. Tùy thôi, có trường hợp chúng ta để 255, có trường hợp để 0 thì cũng được, không sao cả. Để 0 thì chúng ta không nên đổi địa chỉ, còn để 255 thì chúng ta phải đổi địa chỉ được. Nó sẽ match cho cả subnet mạng con đó. Một cái ví dụ nữa. Cái này là tài liệu trên Wikipedia. Cái định nghĩa của nó thì chúng ta biết rồi. Một cái mask là một cái mask là một cái mặt nạ, nó biểu thị là phần nào của IP sẽ khả dụng để kiểm tra ở trong cái hệ điều hành của Cisco thì nó được sử dụng ở một vài việc. Trong một vài việc như là để biểu thị cái kích thước của mạng con cho các thức như là OPF, để biểu thị những trái vi nào cần cho phép hay là từ chối trong Excel ở mức độ cơ bản. Các bạn đơn giản nhất thì Okamark có thể là coi là kịch đảo của SelectMark, như này chúng ta biết rồi, không là phải mét này, một là không cần quan tâm này, bất kỳ cái OKMAX nào mẫu nào có thể được kiểm tra. Ví dụ như là OKMAX là 0.0.0.254 là trong hệ nhị phân nó sẽ là như này. Thì các bạn thấy là cái phần ba cái byte đầu tiên này nó phải mét đúng không? Và cái byte thứ tư này bình thường là nó không mét. Nhưng mà nó lại có một cái bit cuối cùng ở cái byte thứ tư này nó lại là bit không. Yêu cầu là phải mét. Đấy. Thì sẽ như nào? Và chúng ta áp dụng cái địa chỉ này cho địa chỉ IP là 10 chấm 10 chấm 10 chấm 2 đổi sang hình như phân nó sẽ như này. Các bạn thấy là với cái OKMAX vừa rồi ấy, thì nó sẽ không match cho 7 cái bit
đầu tiên của cái byte số 4. Nhưng mà cái bit cuối cùng của byte số 4 lại phải match. À như vậy thì cái bit cuối cùng ở đây nó là không. Không. Thì nó phải match. Đấy. Cái điều này nó nghĩa là nó làm cho cái địa chỉ IP này nó luôn là chẵn. Tức là nó phải match cái địa chỉ IP mà có bit cuối cùng là không. Mà địa chỉ IP có bit cuối cùng không là địa chỉ chẵn trong hệ thống phân là 10.2 này, à 10.0 này, 10.2 này, 10.4 này, 10.6 là 10.8, 10.10 vân vân cho đến 10.254. Đấy. Vân vân. Thế thì thấy là cái OKMAC này nó sẽ áp dụng với một địa chỉ nào đó thì nó sẽ làm cho địa chỉ đó là chẵn hay lẻ. Ví dụ địa chỉ lẻ 10.1 thì cái bit cuối cùng là một đúng không? Không nhất thiết là 10.1 nhưng có thể là 10.7 hay 10 chấm gì đó. Thì miễn là cái bit cuối cùng là một thì nó sẽ match các địa chỉ lẻ từ 10.1, 10.3, 10.5 cho đến 10.255. Đó là địa chỉ lẻ. Con hiểu nhỉ? Với cái OKMAC là 8.0 thì nó sẽ match cho đúng một địa chỉ thôi, là chúng ta nói rồi. Nếu mà chúng ta muốn match cả một cái dải địa chỉ mạng hay mạng con ấy, thì chúng ta vừa nói rồi, chúng ta chỉ việc nghịch đảo cái SnapMask thôi. Ừ, như là cái mạng con như này, SnapMask bình thường nó là 255.255.0 đúng không? Thì chúng ta nghịch đảo đi thì nó sẽ thành 00255 trong OKMAX, thì nó sẽ match toàn bộ cái mạng con này. Là từ 11000 cho đến 11255.255. Bởi vì điều này thì nó sẽ đơn giản và an toàn để chúng ta. Silver server to stick to using our. Tức là đây người ta muốn nói là chúng ta có thể match cả một cái subnet hoặc là match cho đúng một giao diện thôi. Giao diện thôi. Thì cái cách thứ hai này thì nó phù hợp trong trường hợp mà chúng ta không muốn quan tâm đến SnapMask của cái mạng con đó. Ví dụ như là cái SnapMask của cái mạng con này chúng ta không nhớ là bao nhiêu, đúng không? Thì thôi chúng ta cứ để nguyên nó là gì, không không, tức là nó sẽ match cho đúng cái địa chỉ của giao diện đó thôi. Không phải lúc nào chúng ta cũng nhớ được cái SnapMask của một cái mạng con, mà chúng ta chỉ nhớ địa chỉ cái giao diện của cái router này là bao nhiêu thôi, đúng không? Ví dụ là 192.168.12.2, 23.2 ạ. Chúng ta lại không nhớ xem map là bao nhiêu, tại vì nhiều khi là xem map nó không giống nhau, cái này nó là 255.255.255 không, cái kia nó lại 255.255.240 không. Thế thì nó cứ loạn xì ngậu như vậy, nên là chúng ta có thể là không nhớ được. Thế thì bây giờ để đơn giản hóa cái việc phải nhớ địa chỉ và nhớ nhớ cái xem map thì chúng ta cứ viết luôn OKMAX là 000 thì nó chỉ match cho đúng địa chỉ của cái giao diện đó thôi, mà chúng ta không cần nhớ SnapMask nữa. Bởi vì nếu chúng ta muốn tính OKMAX chúng ta phải nghịch đảo SnapMask lên đúng không, thì 255.255.240 ạ, chúng ta phải nghịch đảo nó lên đổi sang hệ nhị phân mất thời gian rồi. Thôi bây giờ tôi chỉ match đúng cái địa chỉ này mà tôi cũng không có ý định đổi cái giao diện này sang địa chỉ khác, nên là tôi cứ match đúng địa chỉ đó được.
nó đơn giản hóa rất nhiều cái quá trình của mình. Đấy là ý của cái câu vừa rồi mà người ta đọc vào trong cái tài liệu của Wikipedia. Rồi. Đây. Ở đây thì chúng ta thấy là người ta liệt kê một loạt những cái Sunday Mark và Oka Mark tương ứng bình đẳng của nó là như thế nào. Đây là một cái bảng giống như cái bảng tra, tức như là 255, 255, 240 vừa rồi chúng ta nói đúng không? Thì Oka Mark bình đẳng của nó sẽ là 0015, 255. Đấy. Thì cái này các bạn có thể lên Wikipedia các bạn xem để tra cứu, đỡ phải tính toán. Hay là 255, 255, 1280 nhỉ? Thế là 100, 127, 255. Thế còn 255, 255, 255 toàn bit 1 trong Sunday Mark thì nó sẽ là toàn bit 0 ở trong Oka Mark, tức là nó chỉ map đúng một địa chỉ. Thế còn không quan tâm, tức là gì? Toàn bit 0, toàn bit 0 ở trong Sunday Mark thì trong Oka Mark nó sẽ là toàn bit 1, tức là bốn cái bài đều là 255. Đấy. Thế thôi, người ta hiểu cái ý nghĩa của Oka Mark là như vậy. Tôi nghỉ đi nhé.
Sau khi mà chúng ta đã thiết lập xong cái tiến trình OFS này, đưa các giao diện vào tiến trình này và area này, thì OFS nó sẽ trao đổi các bản tin định tuyến giữa các router lân cận. Các bạn chờ khi mà có thông báo như này. OFS nó sẽ có những cái thông báo giữa các router với nhau. Nó sẽ có những cái bản tin gửi cho nhau, và cái trạng thái của OFS nó sẽ thông báo ở trên cái console, ở trên cái giao diện ở cái dòng lệnh này. Thì cái thông báo này nó là gì? Process 100 label tức là láng giềng 23.3 23.3, chúng ta nhớ là cái địa chỉ 23.3 là của cái nào. 23.3 đây, của cái router 3 này. Đấy. Trên cổng gigabit 10, trên cổng gigabit 10, gigabit 10 là cổng của cái giao diện có địa chỉ 192.168.23.2 trên R2. Đấy. Thì cái trạng thái nó thay đổi từ loading to full. Loading là một trạng thái của OFF. Thì khi mà nó chuyển sang trạng thái full ý, thì tức là nó đã conversion, tức là nó đã hội tụ đây, tức là cái dữ liệu nó đã đầy đủ và chính xác rồi, tức là nó cập nhật update từ các router lân cận và nó xây dựng cái bản lý tuyến. Và khi mà nó chuyển sang trạng thái full, tức là nó đã hoàn thành rồi. Trong OFS có ba cái bảng: bảng label, bảng topology hay là bảng database, và một bảng nữa là bảng IP route, bảng định tuyến. Thì chúng ta phải sâu ba bảng này. Đây là bảng label, nó hiển thị những cái router láng giềng của router hiện tại. 12.1 là R1, là giao diện của R1. Mười 23.3 là giao diện của R3. Còn cái trạng thái này là BDR và DR. Nhưng trước thầy đã nói là cái DR là router lớp trưởng, đúng không? BDR là lớp phó ấy. Ví dụ vui vui như vậy thôi. Chúng ta hiểu nó là một cái router, nó chịu trách nhiệm để phân phối các bản tin định tuyến cho các router trong cái khu vực quản lý. Còn những tham số này là tham số về địa chỉ này, cái thời gian, dead time, tức là cái này là một cái timer ở trong OFF, nó có nhiều cái timer khác nhau. Cái thời gian này là cái thời gian mà nó sẽ cho biết bao lâu thì cái label này nó sẽ bị down. Các bạn thấy là nó cứ giảm dần đi. Nếu cái này về không thì nó lại phải hello lại với nhau. Tức là các láng giềng nó phải liên tục hello. Phải hello với nhau để nó đảm bảo là nó biết là cái anh hàng xóm vẫn còn sống. Gọi là keep alive message hay hello message.
những bản tin này để đảm bảo là biết là anh hàng xóm vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại. Nếu mà không hello trong khoảng thời gian dead time thì cái anh hàng xóm này chẳng hạn thì sẽ coi là không tồn tại nữa. Tất cả những cái tuyến đi qua cái anh label này sẽ bị loại bỏ. Interface Yobit 00 thì cái giao diện đó, giao diện là người ta vừa làm ngay. Giao diện của router hiện tại 12.1 12.1 là của R1 và nó nhận cái bản tin của R1 thông qua cái giao diện 00 của R2. Thế còn R3 thì nhận thông qua cái giao diện Yobit 10 của R2. Thế đấy là ý nghĩa của cái bảng này, bảng topology. Thì chúng ta phải viết là database. Đây là bảng database. Cái bảng này thì nó có nghĩa là về mặt topology, tức là nó liệt kê tất cả những cái trạng thái của các router và cái trạng thái của các mạng. Cái Netlink này thực ra chúng ta hiểu nó là mạng, nhưng mà cái này nó liên quan đến chúng ta hiểu nó là thực ra nó là cái đường link. Đường link tức là hôm trước tôi nói là cái topology này nó coi là database của cái bản đồ mạng. Thế nó giống như trò chơi ghép hình ấy, cứ ghép những cạnh của những cái sơ đồ mạng vào. Ví dụ như là cái nút này nó có địa chỉ là 12.2 và này là 12.1, nó ghép với nhau. Cuối cùng là chúng ta có một cái sơ đồ mạng hoàn chỉnh, sơ đồ mạng hay là một bản đồ mạng hoàn chỉnh. Và từ sơ đồ mạng này nó mới xây dựng cái bản đi tuyến dựa trên thuật toán tìm đường ngắn nhất. Sau đó chúng ta sẽ có một cái cây duỗi ra với cái nút hiện tại là gốc, tức là R2 là gốc, thì ta đang ở R2, router 2, thì nó sẽ lấy nó làm gốc và nó sẽ dùng thuật toán đi xa để nó tìm đường đi ngắn nhất đến tất cả các nút còn lại và các đường link là những cái đường mà kết nối đến những cái nút đó. Do hiểu về mặt ý nghĩa là như vậy, là nó giống như trò chơi nó ghép ghép vào để tạo thành một cái sơ đồ mạng và nó tìm được đường đi nhất trên cái sơ đồ đó. Ý nghĩa của những cái này thì chúng ta sẽ nói cụ thể hơn sau. Còn đây chúng ta hiểu cái mặt tổng quan là như vậy. Còn cái bảng cuối cùng là bảng định tuyến. Bảng định tuyến thì router nó sẽ xây dựng dựa trên cái sơ đồ mạng database. Các bạn thấy cái code ở đây nó là không, là ô, không phải không, là ô. Ô tức là code web. Và có thêm một code nữa là IA. IA là gì? OSPF Interior. Interior tức là giữa các vùng với nhau. Còn không có chữ IA này thì nó là nội vùng, tức là intra-area. Một cái là interior, một cái là intra. Intra tức là nội vùng, còn inter tức là giữa các vùng. Thì cái tuyến 172.16.10.0 này và 20.0 này là cái tuyến nó học từ bên ngoài vùng ra từ vùng khác, gọi là inter riêng, thông qua 12.1 và 23.3 là cái gateway. 10.0 10.0 nha, 10.0 đây nó học từ R1 và cái 20.0 này học từ R2, từ R3. Thế thì cái tuyến này nó sẽ thông qua chính cái router mà nó học được để nó dùng làm gateway luôn. Ví dụ như là để đến được cái mã 10.0 này thì nó sẽ thông qua gateway là 12.1 là cái R1 này.
và để đến được cái mạng 20.0 này thì nó sẽ lấy luôn R3 làm gateway với địa chỉ là 23.3 23.3. Đây cái thời gian nó đã học về cái tuyến đấy, các bạn thấy là nó tăng lên nhưng không giảm đi, giống như là cái thời gian dead time như nãy, wow. Đây nó tăng lên, nó biểu thị là bao nhiêu lâu học được rồi. Như vậy là 1 phút 29, bây giờ nó là 1 phút 31 rồi, tôi học được 1 phút 31 giây rồi. Còn đây là cái giao diện mà sẽ đi đến cái tuyến này, rồi đến cái 10.0 này, thì nó sẽ đi qua cái giao diện là 00 này. Cái này thì ra nó là gateway thôi, nhưng mà gateway trên cái router hiện tại. Còn với những cái tuyến này thì nó là những cái tuyến gọi là kết nối trực tiếp, đúng không? Cái này chúng ta biết rồi, nó không phải đi tuyến, những cái mạng kết nối trực tiếp thì không phải đi tuyến. Đấy là một cái router R2, thì các bạn thấy là nó là một router nội vùng trong vùng số 0 thôi, nó không có cơ sở dữ liệu của vùng số 1 và vùng số 2, là cái vùng mà nó không thuộc về. Thế nhưng mà R1 thì nó là router vùng biên kết nối với cả hai vùng, vùng số 0 và vùng số 1, cho nên là nó sẽ có cơ sở dữ liệu database của cả hai vùng. Chúng ta phải thoát ra ngoài sudo config thì mới show được. Bạn thấy này, nó có vùng số 0 này và vùng số 1. Một đây, đây vùng số 0. Đấy, nó có hai vùng khác nhau. Chúng ta show label. Label nó chỉ để kê các router láng giềng thôi. Thì ở đây chúng ta có láng giềng là 23.2 và 10.2. Các bạn thấy lạ tại sao là 23.2 chứ không phải là 12.2, đúng không? Đáng lẽ là nó phải liệt kê là cái router láng giềng đây là 12.2. Các bạn tại sao? 12.2 là router R2. Nhưng mà nó lại không lấy cái 12.2 mà nó lại là 23.2, vẫn là R2. Đáng lẽ là nó kết nối trực tiếp qua đường link này thì nó phải lấy địa chỉ là 12.2, đúng không? À, thì cái buổi hôm trước ta nói về cái router ID rồi đúng không? Thì nó là cái số định danh cho cái router đó ở trong tiến trình của OSPF. Cái này nó khác OSET ID nhé. Router ID thì nó là một cái giá trị định danh cho cái router đó trong cái tiến trình OSPF. Thì cái router ID này thường là nó sẽ chọn cái địa chỉ cao nhất. Router ID này nó thường là lựa chọn cái địa chỉ cao nhất. Có thể địa chỉ, nếu mà không có địa chỉ loopback
thì nó sẽ dùng cái địa chỉ IP của giao diện. Thì ở đây cái router L2 này nó có hai địa chỉ là 12.1, 12.2 và 23.2. Thì cái địa chỉ sau này nó có địa chỉ cao hơn là 12.2, tức là 23.2 thì lớn hơn 12.2. Cho nên nó sử dụng làm router ID cho L2. Và do đó khi các bạn xem label của L1 thì nó không phải là 12.2 mà nó định danh cái L2 theo địa chỉ là 23.2. Thực ra cái này không phải là do L1 nó định danh cho L2 mà đây là quá trình bầu chọn giữa các router với nhau. Thì trong cái vùng số 0 nhé, không số 0 thì L2 thì L1 nó nhìn L2 với ID là 23.2. Thế còn R4 thì định danh với địa chỉ là 10.2, bởi vì nó chỉ có một địa chỉ thôi, dùng một địa chỉ đó làm router ID cho R4. Đó là label của R1. Rồi chúng ta xem cái bảng định tuyến. Bảng định tuyến. Của R1. Chúng ta thấy là có hai cái tuyến được học bởi OTF. Một tuyến là interior và một tuyến không phải interior, tức là nội vùng. Đấy, 172.16.20.0 này là của cái mạng trong ERD 2 này. Nó thông qua ERD 0 nó phát tán thông qua những cái router trong ERD 0 để đến được R4 và nó học được cái tuyến này. Thì tất nhiên nó học qua R1 được, cho nên là nó sẽ dùng R1 làm gateway và nó trỏ một gateway vào 10.1 via 10.1 via via 10.1 20.0 12.2 12.2 12.2 đẹp 12. À, đang ở R1, phải nhầm, đang ở R1 chứ không phải R4. Thì 12.2 chính là R2 đúng không? Cho nên là nó học cái tuyến 20.0 này, 12.16.20.0 này, thông qua R2 đúng không? Thì đúng rồi, gateway 12.2. Còn một cái tuyến nữa, không phải Ethereum mà là 23.0. 23.0 là cái mạng này. Thì cái tuyến này là tuyến nội vùng của cái vùng số 0 này. Nhưng mà nó không kết nối trực tiếp đến R1, bởi vì nó là cái mạng giữa R2 và R3. Nó vẫn thuộc về vùng số 0. Không. Và R1 nó học được cái vùng mạng 23.0 này từ R2 nên là cũng có gateway là 12.2. Thì đấy là các bảng ở trong R1, R3, R4 thì sao? R4 label của R4 thì chỉ có mỗi R1 thôi, với địa chỉ là bao nhiêu đấy. Thì cái này nó phải là cái ID, chúng ta đoán xem ID là bao nhiêu trước khi show cái bảng này. ID có lẽ sẽ là 12 chấm gì, 12.1 thì nó cao hơn là 1.216, à không,
12.16.10.1 thì vì cái này nó sẽ cao hơn là 12.168, nghĩa là cao hơn nhỉ, là cao hơn 192.168, 12.1 và 12.16.10.1 thì cái nào cao hơn? Nó phải là 192.168, 12.1 đúng đấy. Cái này là label, label của R4 chính là R1. Trạng thái full, full và cái này là DR. Thì trong một cái mạng mà có đường link ở dạng Ethernet, đó là cái mạng quảng bá tác chuyên nghiệp, thì một cái sẽ DR, một cái sẽ là BDR. Như vậy R1 là DR thì chắc chắn R4 sẽ là BDR. Chúng ta xem lại ở cái bảng của R1, các bạn sẽ thấy là R4 là BDR. R4 có ID là 176 12.16.10.2. Chúng ta xem lại cái bảng label trên R1. Một bảy hai mười sáu mười chấm hai. Các bạn thấy đây, đây chính là R4 đây, thì trạng thái của nó là BDR. Đấy, thấy chưa? Cái đường link này là đường Ethernet, nó là mạng quảng bá tác chuyên nghiệp, nó chỉ có hai thành viên, nhưng mà hai thành viên này nó sẽ bầu chọn một cái là DR, một cái BDR. Thế thì R1 nó là DR rồi thì chắc chắn là R4 sẽ là BDR, một anh lớp trưởng, anh lớp phó và không có thành viên. Nghe hơi buồn cười đúng không, nhưng mà cái giả thức này là như vậy. Thực ra thì ở đây chúng ta hay dùng cái đường link là đường Ethernet, nhưng còn trong thực tế người ta không dùng cái đường này mà ta sẽ dùng cái đường WAN khác, cho nên là nó sẽ không có việc bầu chọn này. Còn cái này nó chỉ dùng trong cái mạng như bằng LAN, LAN thì nó có nhiều router tham gia vào chứ không phải chỉ có một hai router như này, thì sẽ có những thành viên nó không phải là DR, BDR. Đấy là cái việc giải thích những cái tham số ở trong các bảng. Còn cái bảng topology thì khi mà chúng ta nói về lý thuyết chúng ta sẽ hiểu thêm về nó. Được sang cái tài liệu CCNP và nói kỹ hơn về những cái phần lý thuyết ở trong OTF. Đây, chúng ta nói về web thì là có một số cái vấn đề như sau. Hôm trước đã nói rồi nhưng mà ở đây thì nó chi tiết hơn thì tôi sẽ đi lại từ đầu. Tôi dịch nguyên đoạn này nhé. Web là cái giao thức link state, từ dạng link state, và đã được chuẩn hóa. Chuẩn hóa tức là nó có chuẩn của cái giao thức này rồi. Đó là những tài liệu của RFC được thiết kế cho cái mạng mạng lớn, thiết kế để hỗ trợ cho những mạng lớn.
thường là những mạng WAN của nhà cung cấp dịch vụ. Postpaid thì nó có những cái trạng thái, có những đặc tính sau đây của cái giao thức thuộc loại link state. Đây là giao thức, những cái đặc điểm chung của những giao thức thuộc loại link state, ví dụ như là OSPF hay là IS-IS là những giao thức thuộc loại link state. OSPF thì phân chia các mạng thành các vùng. Này chúng ta gọi là mạng có sự phân cấp. Cái này chúng ta đã nói buổi trước rồi, để nó giảm cái topology là cơ sở dữ liệu trong mỗi vùng. Và như vậy mỗi router nó chỉ chứa thông tin cho một cái vùng mà nó kết nối đến thôi. Trong cái vùng đó thì nó sẽ chứa cái topology database của cái vùng đó. Còn những vùng khác thì nó không cần lưu database, nó giảm cái sự tính toán để việc chiếm dụng tài nguyên trên router. OSPF làm giao thức mà nó rất là tốn tài nguyên, cho nên là nó giảm cái database xuống thì nó sẽ giảm cái mức độ tính toán xuống. OSPF tạo mối quan hệ láng giềng, neighbor với các router liền kề trong cùng một vùng. Thay vì quảng cáo cái khoảng cách đến các mạng kết nối trực tiếp thì OSPF nó quảng cáo trạng thái của các đường link kết nối trực tiếp sử dụng các bản tin NSA với data. Bản tin này là bản tin quảng cáo về trạng thái đường link. Nhưng mà các bạn nhìn thấy cái bảng topology là nó tiếp nhận những cái bản tin với data này để nó log ghép lại cái đường link của các router khác. OSPF gửi các bản tin cập nhật về data khi có sự thay đổi của một trong những link của nó. Tức là khi một cái đường link mà nó kết nối trực tiếp đến, nó thay đổi cái gì đó thì nó sẽ gửi ngay update đó để đảm bảo cái thông tin đó được cập nhật cho kịp thời cho các router lân cận. Và nó chỉ gửi khi mà có sự thay đổi trong bản tin update. Tức là khi có thay đổi nó mới gửi, còn không thay đổi thì nó sẽ thường là không gửi. Tuy nhiên thì nó vẫn gửi định kỳ bản tin data 30 phút một lần. Tức là mặc dù là nó về hình thức là nó sẽ chỉ gửi khi có sự thay đổi, nhưng mà nó vẫn có cái chu kỳ của nó gửi định kỳ là 30 phút một lần, kể cả không có sự thay đổi. Data vẫn được refresh, tức là nó vẫn được làm tươi với chu kỳ là 30 phút một lần. Ví dụ như là ở phút thứ 29 vừa gửi bản tin cập nhật, phút 30 là gửi lần nữa. Không phải như vậy đâu, mà nó là như này, mà nó là cái chu kỳ của nó đi đến 30 phút, tức là nó cứ định kỳ chu kỳ là 30 phút một lần, thì hết 30 phút thì nó đã gửi. Còn cái bản tin update khi có sự thay đổi là khi có sự thay đổi trên đường link thì nó mới gửi. Đó. Nó không phụ thuộc vào thời gian nào cả. Cái lưu lượng của web nó được gửi multicast đến địa chỉ 24.0.0.5, biểu thị là tất cả các router, hoặc 224.0.0.6 biểu thị là tất cả các router DR hay là designated router, router lớp trưởng. OSPF sử dụng cái thuật toán Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất. OSPF là giao thức rank list, tức là nó không phụ thuộc vào lớp địa chỉ và do vậy hỗ trợ VLSM, tức là Wireless Standard Mask, Standard Mask có độ dài thay đổi.
giữa các mạng con nó có thể có settlement khác nhau, bởi vì trong cái bản tin update thì nó chứa luôn cả settlement, do đó nó không phụ thuộc vào các settlement có settlement có độ dài khác nhau. Nó khác với Graceful Protocol, ví dụ như là giao thức RIP version 1 hay là IGRP nhỉ? Là những giao thức mà yêu cầu các mạng con phải có độ dài settlement là tức là những cái settlement nó phải giống nhau, hoặc nếu không thì nó sẽ tuân thủ theo đúng cái giao thức lớp địa chỉ ABC. ABC như là lớp A thì settlement phải đúng là 255.0.0, lớp B nếu mà là Graceful nó phải đúng là 255.255.0.0. Những đặc tính khác của OSPF bao gồm nó hỗ trợ định tuyến chỉ cho IP thôi. Thực ra thì ngoài IP nó còn giao thức khác thuộc về lớp 3 như IPX, IPX. Nhưng mà những cái giao thức đó thì nó thực ra hiện nay nó không phổ biến nữa rồi. Cho nên là hầu như chỉ có IP thôi. Những cái tuyến của OSPF thì nó có giá trị quản trị là 110. 110 đây là cái giá trị quản trị cho giao thức luôn. Cái quản trị này nó có nghĩa khi mà chúng ta cài đặt nhiều giao thức ở trên một router và có cả định tuyến tĩnh nữa, thì cái giá trị quản trị này sẽ cho biết là cái tuyến của giao thức nào sẽ được lựa chọn để định tuyến. Cái cost của FS được sử dụng làm matrix này, và nó được tính toán dựa trên cái bandwidth băng thông của đường link. OSPF không có khái niệm về hop count, tức là cái số chặng phải đi qua như là RIP. Tiến trình OSPF thì nó sẽ xây dựng và duy trì ba cái bảng: bảng label liệt kê những cái router là láng giềng, bảng topology nó chứa danh sách của các tuyến đến tất cả những cái mạng ở trong một vùng, tất cả các mạng có thể có của các mạng, tức là tất cả các mạng, tất cả các tuyến có đến các mạng trong một vùng. Và bảng định tuyến thì nó chứa những cái đường đi tốt nhất, cái tuyến tốt nhất đến tất cả những mạng đã biết. Đấy, như vậy là cái bảng định tuyến là cái bảng mà nó tìm ra được cái đường đi ngắn nhất đến tất cả những cái mạng mà nó đã tìm thấy trong topology. Như đây các bạn nhìn thấy là cái link ID của cái Summary Net Link State này, nó liệt kê những cái mạng con của vùng số 1. Số 1 đây. Và cái router quảng cáo về cái mạng con này là 12.1, ta đang ở R1. Thì nó nhận được cái ID 12.1. Vùng số 1. Là số 1. Tức là chính nó luôn. Chính nó quảng cáo thông tin này.
Chúng ta nói tiếp về label, tức là láng giềng trong WordPress. WordPress thì tạo một quan hệ láng giềng, hay còn gọi là liền kề với các router trong cùng một vùng bằng cách trao đổi các bản tin hello, các bản tin hello đến địa chỉ bản tin két là 24005. Chỉ sau khi mà một quan hệ láng giềng được tạo thì các router mới có thể chia sẻ thông tin định tuyến, tức là nó phải xây dựng láng giềng trước, tức là có label trước rồi thì nó mới gửi bản tin update cho nhau, các bản tin ở đây. Mỗi router thì nó sẽ được định danh bởi một cái số định danh duy nhất gọi là router ID. Router ID có thể được xác định theo ba cách. Cách một là chúng ta cấu hình một cách thủ công cái giá trị này. Thì nếu mà chúng ta không cấu hình thủ công giá trị này thì cái giá trị IP cao nhất được cấu hình trên giao diện loopback của router sẽ trở thành router ID. Thì nếu mà chúng ta không có địa chỉ loopback, loopback thực ra nó là cái địa chỉ gọi là địa chỉ để xác định chính nó, gọi là chính nó giống như là cái địa chỉ 27 à 127001 là địa chỉ localhost ở trên máy tính, thì cái địa chỉ đó là cái địa chỉ mà để xác định chính cái máy tính đó. Thì loopback là một địa chỉ như vậy để xác định cái chính cái router đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không cấu hình cái địa chỉ loopback thì nó không có. Vậy là nếu mà không có chỉ loopback tồn tại trên giao diện, không có cái giao diện loopback tồn tại thì cái địa chỉ cao nhất được cấu hình trên một cái giao diện vật lý sẽ trở thành router ID. Như vừa rồi các bạn thấy là tôi không đặt ID một cách thủ công cho router, cũng như là không có địa chỉ loopback trên một giao diện loopback, thì chúng ta thấy là router nó sẽ sử dụng cái địa chỉ cao nhất trên các giao diện của router để làm cái router ID. Cao nhất đây chúng ta hiểu là địa chỉ có giá trị lớn nhất về hệ nhị phân nhé, về về mặt nhị phân, tức là chúng ta thế là địa chỉ nó 32 bit đúng không? Thì nếu mà đổi sang hệ tập phân mà không có dấu chấm, chúng ta biết dấu chấm như này thực ra nó là để chúng ta dễ hiểu thôi, chứ còn thực tế nó là giá trị nhị phân viết liên tục 32 bit, thì đổi sang hệ tập phân nếu mà viết nguyên liền 32 bit như vậy thì nó sẽ tương đương với một giá trị trong khoảng từ 0 đến 4 tỷ về mặt tập phân, về giá trị tập phân. Vậy là cái địa chỉ là cao hơn, tức là cái phần đầu này nó cao hơn, thường là nó sẽ là lớn hơn, đúng không? Ví dụ như là 192 với 172 này, thì rõ ràng là 192 là lớn hơn 172. Mặc định thì các bản tin hello hay là có tin hello được gửi ra ra trên các giao diện, tức là gửi ra khỏi các giao diện. Chúng ta lưu ý cái từ là OSPF Enable Interface, tức là cái giao diện nào mà tham gia vào cái chương trình OSPF thì nó mới gửi ra nhé. Ví dụ cái chúng ta dùng cái loại network chính là xác định cái giao diện nào nó sẽ tham gia vào cái tiến trình của web. Cái này nói mãi rồi, nói đi nói lại rồi, ta hiểu là giao diện nào nó tham gia vào thì nó mới gửi ra, đúng không? Cứ 10 giây một lần, với các bản tin cho những giao diện ở dạng broadcast và point to point. Thế còn những cái giao diện như là non broadcast, tức là không phải quảng bá, và point to multipoint thì nó sẽ gửi 30 giây một lần. Thì cứ sau 10 giây ấy, hello một lần. Ví dụ cái giao diện vừa rồi chúng ta là cái giao diện Ethernet thì nó là giao diện
quảng bá broadcast broadcast thì nó sẽ gửi 10 giây một lần, hoặc là giao diện serial, giao diện nối tiếp như cái phần bài giảng hôm trước trong giáo trình thì nó là giao diện point to point. Đây là cái giao diện này này, point to point, giao diện nối tiếp thì nó cũng có chu kỳ là hello là 10 giây một lần. Còn non-broadcast và point to point meetings, ví dụ như là mình nói nhiều rồi. Giao diện của cái chuẩn frame relay thì nó là giao diện là point to multipoint và non-broadcast. Thì cái mạng frame relay bây giờ nó cũng ít sử dụng rồi, còn ngày xưa thì nó khá phổ biến. OSPF cũng có một cái chu kỳ là test interval, tức là chu kỳ để cho biết là bao nhiêu lâu thì một cái router sẽ đợi cho đến khi mà nó không nghe thấy bản tin hello của láng giềng, và trước khi nó đánh dấu, nó thông báo là láng giềng đó là down, tức là không hoạt động. Mặc định thì cái chu kỳ dead interval này là 40 giây với các giao diện quảng bá và điểm nối điểm, và 120 giây với giao diện không quảng bá và điểm nối ra điểm. Lưu ý là mặc định thì cái timer, cái chu kỳ của dead interval này nó là 4 lần chu kỳ của hello. Lượng hello là 10 giây thì nó là 40 giây. Hello là 30 giây thì chu kỳ dead nó sẽ là 120 giây. Những cái timer này chúng ta có thể cấu hình ở trong cái trên từng giao diện. Chúng ta phải vào cái giao diện đó nhé, như là vào config này, xong rồi chúng ta vào giao diện đó với interface fast internet 0.0 nhỉ. Sau đó chúng ta mới có câu lệnh là IP OSPF, sau đó là cái chu kỳ nào chúng ta muốn cấu hình, như là hello interval hay là chu kỳ dead interval. Các bạn có thể cấu hình không đúng theo cái mặc định của nó là 4 lần. Ví dụ như là cái này là 15, cái này chúng ta cấu hình là 50 này. Vẫn được nhé. Nhưng nếu mà các bạn không cấu hình cái dead interval này thì tự động nó sẽ là nhân 4 lần của 50, 15, tức là 60. Mặc định là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta cấu hình một cách rõ ràng ấy, thì nó có thể khác về giá trị mặc định. Các router chỉ có thể trở thành láng giềng nếu những tham số như sau ở trong bản tin hello nó là giống nhau trên các router. Thứ nhất là Early ID. Rõ ràng là nếu mà các router mà không cùng một vùng thì nó không thể láng giềng được, đúng không? Điều này đương nhiên rồi. Thứ hai là loại area. Thứ ba là prefix. Thứ tư là slam mark. Thứ năm là cái chu kỳ hello. Và thứ sáu là chu kỳ dead. Nó phải giống nhau. Mà giống nhau đây là giống nhau trên các giao diện kết nối với nhau. Nó có thể khác nhau ở trên giao diện khác không kết nối với nhau. Ví dụ như là R1, R2 kết nối với nhau qua cái giao diện gigabit này. Một bên là 0.0, một bên là 0.0. Thì cái chu kỳ thời gian của hello giữa R1 và R2 và chu kỳ thời gian với dead interval giữa R1 và R2 nó phải giống nhau. Nhưng mà giữa R2 và R3 nó có thể khác với chu kỳ của R1 và R2. Tức là nó sẽ khác trên từng cái giao diện, trên từng cái đường link, nó có thể khác nhau.
Có thể giống nhau cũng được, không sao cả, nhưng mà nó có thể khác nhau. Nó không bắt buộc phải giống nhau. Giữa các đường link khác nhau. Kiểu mạng này và cái cơ chế xác thực. Hello Packet đóng vai trò làm cái bản tin loại keep alive, tức là duy trì cái sự tồn tại, sự sống để đảm bảo cái router là để cho phép cái router là nó có thể phát hiện nhanh nếu một cái router label nó bị down. Có tin hello cũng chứa cái trường label để liệt kê những cái router ID của các láng giềng mà router kết nối đến. Tức là cái bản tin hello này nó chứa cái ID của các router là láng giềng của nó, đơn giản như vậy. Ví dụ như là R1, R1 này nó sẽ gửi cho R2 thông tin láng giềng của nó là R4 và R3 và R2. Tất nhiên R2 thì nó biết láng giềng của nó là R1 rồi. Thì khi mà nhận được cái thông tin láng giềng của R1 hay R2 thì R2 nó bỏ qua. Nhưng mà nó lại biết là à như vậy R1 này còn có láng giềng nữa là R4. Đấy. Cái bảng label này nó sẽ tạo thành từ cái bản tin hello bao gồm cái thông tin như là router ID của các router láng giềng hay là trạng thái của các router láng giềng, thứ tư là những cái giao diện mà kết nối trực tiếp đến mỗi label này, và thứ thứ tư là cái địa chỉ IP của cái giao diện phía bên kia của mỗi label. Ví dụ như là cái label của R1 và R2 ạ, thì nó phải biết địa chỉ IP của nhau, rõ ràng rồi đúng không? Nó biết địa chỉ IP của nhau.